Chào Jennifer. Chào mọi người. Nhìn cây kem của tớ lớn như thế nào này. Wow, thật là lớn. Các bạn, trông đẹp trai chưa kìa. Có vẻ như tớ yêu mất rồi. Tốt, thế thì kem của cậu bây giờ là của tớ. Cậu đi đâu đấy? Tớ sẽ tìm thấy cậu thôi. Ê Kit, cậu không thấy xấu hổ sao? Đây là kem của tớ mà. Bây giờ là của tớ nè. Không được lấy đồ ăn của người khác. Mẹ không dạy cậu sao? Tại sao cậu lại như thế? Không được. Tớ không hiểu gì cả. Mia, cậu cũng vậy sao? Trời ạ, các cậu khó chịu làm sao. Mia, cho cậu một chiếc mũ này nhá, để tớ có thể bình tĩnh lại được. Đi nào, hãy giải quyết xung đột của chúng ta trong thử thách. Ngồi xuống đi. Chào mừng bạn đến với thử thách của kênh Barada. Wow. Ôi, chắc chắn có gì đó ngon ở dưới nắp rồi. Thế này thôi sao? Chỉ có một chiếc bánh quy. Trời ạ, nó có trong một người còn quá ít. Các bạn, bây giờ chúng ta sẽ lấy thẻ thôi nhá. Và sau đó chúng ta sẽ quyết định ai có thể chạm vào món này. Rõ ràng đó không phải là số phận của tớ thủ Oreo rồi. Hoặc tớ có thể làm điều đó rất nhanh. Ê, cậu không kịp đâu. Thế được rồi, đồ tham lam. Hano, tớ có thể liếm kem. Còn tớ có thể ăn, thậm chí còn hay hơn. Kit, tại sao cậu là người đầu tiên? Tớ cũng muốn mà. Bởi vì khi cậu ăn, tớ sẽ không thể liếm được nó. Và tớ có một kế hoạch tuyệt vời. Tớ sẽ liếm hết cả nhân. Okay. Jennifer, nhưng cậu không cần phải lo. Đặc biệt cho cậu, tớ sẽ dán bánh quy lại bằng keo sinh học. Cậu đang làm gì vậy? Tớ không muốn ăn bánh quy giấy đầy nước bọt của cậu đâu. Trời ạ, nó khiến tớ phát ốm đi được ấy. Ôi, kinh quá. Trời ơi, đồ kinh khủng. Ê, tại sao lại tớ? Tớ chẳng liên quan gì mà. Mùi hôi thối này đến từ đâu vậy? Các bạn, hình như tớ hiểu rồi. Nó phát ra từ dưới nắp. Ôi, trong đó có gì vậy? Ôi, cá. Thật là kinh tởm. Bịt mũi lại đi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem ai là người may mắn nhé. Ôi không, không phải tớ rồi. Tớ sẽ liếm cá. Ôi tớ, tớ sẽ không làm gì với nó, hay quá. Hóa ra là thẻ đâm vào đầu khá khó là khó chịu đấy. Nhưng không sao, tớ sẽ không phải ăn cá thôi. Rõ ràng số phận này đang chờ tớ rồi. Không, tớ không muốn ăn nó đâu. Mia, cậu sẽ là người đầu tiên nhé. Thôi được rồi, tớ sẽ cứu cậu. Ôi, nó khó hơn tớ nghĩ đấy. Tớ không thể. Cậu phải ăn. Nếu tớ muốn nôn, đó là lỗi của cậu. Không, không, tớ không thể. Không thể, hiểu chưa? Cậu phải làm thôi. Cứu, cứu. Ôi, các bạn thật là quá đáng. Bây giờ lưỡi của tớ hôi đầy mùi cá rồi. Kết, cậu sẽ chửa thôi. Mở miệng ra, con cá đang bay đến mồm cậu này. Sao, có ngon không? Chính xác, cần phải cắn cái đầu nó đi ra chứ nhở. Kinh quá. Trời ơi, tớ đã cảm thấy mùi này tràn ngập từ bên trong rồi. Và chúng tớ cảm thấy nó lan tỏa ở trước khắp phòng. Kit, cậu cần phải hoàn thành con cá của cậu nữa. Bỏ ra đi. Đây là trận đòn hồi thứ nhất mà tớ từng trải qua. Mở nắp. 3, 2, 1. Wow, một chiếc bánh thật là lớn và ngon. Chúng ta đang chờ đợi điều gì vậy? Ăn thôi nào. Từ từ, trước tiên cần phải lấy thẻ đã. Oh, tớ sẽ được liếm kem. Còn tớ có thể cắn nó. Còn tớ rõ ràng người không may mắn nhất, không được ăn bánh. Tớ nghĩ sẽ không ai làm phiền nếu tớ thử ít nhất một chút đúng không? Ê, đây là điều trái quy luật. Cậu không thể xấu hổ sao? Vì cậu mà tớ sẽ ăn ít kem hơn. Nhân tiện đến lúc nó liếm càng sớm càng tốt nào. Ngon làm sao. Cậu đang làm gì vậy? Cậu ăn hết kem thì tớ sẽ nhận được cái gì đây? Ôi, tớ mặc kệ chứ. Dừng lại, đủ rồi. Ôi, đến lượt cậu ấy ăn bánh. Jennifer, tớ sẽ ghen tị nếu tớ là cậu đấy. Ôi, tớ sẽ thử chiếc bánh này nhá. Ôi, đúng rồi. Tớ chưa bao giờ ăn cái gì đó ngon hơn. Có lẽ cậu có thể cho bạn bè thử được không? Không, chiếc bánh này là của tớ và mình tớ thôi. Vậy thì hãy thử nó, tất cả thử luôn đi nhá. Nhận lấy đi. Ôi không.
Tôi bị dính đầy mặt rồi. Các bạn không thể xấu hổ sao? Nhận lấy đi. Nhận lấy đi này. Ai? Ngon và đau thế. Cậu đang làm gì vậy? Mặt tôi bây giờ đầy kem rồi kìa. Ôi nhưng mà rất tuyệt bởi vì nó rất ngon mà. Không biết điều gì đang chờ đợi chúng ta ở vòng này. Trời ơi, tớ muốn đồ ngon không phải thứ kinh tởm. Tớ ghét phô mai, đặc biệt là có mùi. Đến lúc phải phân loại thẻ ra rồi. Ai sẽ là người may mắn nhá? Ôi tớ, hoan hô, tớ không cần phải chạm vào phô mai này. Ôi không, tớ sẽ phải cắn nó. Còn tớ liếm, nó có thể trở nên tồi tệ hơn. Hy vọng lần sau tớ có hơi thở sẽ không mùi như thùng rác. Điều chính là bịt mũi của bạn vào. Nó trông dễ dàng quá đấy. Cần phải lấy kẹp quần áo ra khỏi mũi. Ôi, tớ đang thấy sợ quá. Mia, đến lúc cậu phải ăn nó rồi. Ôi, tớ không muốn chút nào. Tớ sẽ không làm điều đó, bởi vì tớ không muốn. Tớ sẽ phải ăn thôi. Ôi, thôi được rồi, ăn thì ăn. Tớ sẽ chứng minh rằng tớ là cô gái dũng cảm và mạnh mẽ nhất trên hành tinh này. Xong rồi. Ừ, và xanh nhất luôn. Ôi, phun muốn ra. Các bạn, ôi, mặt nạ độc đi. Ôi, có vẻ như mùi phô mai này đã làm mọi người ngất hết rồi. Ở vòng cuối này, chúng ta chắc chắn sẽ có một món ăn rất là ngon. Cùng nhau mở nắp nhé. Ôi, thật tuyệt, kẹo cao su. Và lại còn vị ngon nhất chứ. Hubba Bubba, hay quá. Chúng ta cùng xem ai là người may mắn lần này nhé. Ôi, may quá, tớ sẽ được ăn nó. Ôi, tớ thậm chí cũng không được chạm vào nó luôn. Còn tớ sẽ được liếm nó, cũng khá là tuyệt mà. Thôi được rồi, chúng ta hãy bắt đầu nhé. Ôi, tớ có thể là người đầu tiên không? Tớ xin đấy. Được rồi, hãy để Jennifer bắt đầu. Ôi, tớ chỉ thử một chút thôi. Mặc dù... Không, nó ngon quá. Tớ không thể nghỉ ngơi cho đến khi tớ giải quyết được hết cái này luôn. Cậu đang làm gì vậy? Tớ sẽ không nhai kẹo cao su dính đầy nước bọt của cậu đâu. Ôi, quá muộn rồi. Nó đã như thế hết rồi mà. Ôi, kinh tởm. Ôi, ăn ngon miệng nhá. Thật là kinh tởm. Ôi, không, bỏ nó ra đi. Tại sao tất cả những thứ rác rưởi lại rơi vào tớ vậy? Không ai muốn kẹo cao su cùng vị tóc của tớ sao? Không, không, không cần đâu. Hãy đăng ký kênh Barada để không bỏ lỡ những thử thách không kém phần hấp dẫn khác nhé. Nó sẽ rất vui, ngon và rất thú vị. Còn bây giờ tạm biệt các bạn.